Đây chuẩn bị. Trong 44 năm hình thành và phát triển thương hiệu Sài Gòn Tourist, dự định làm bao nhiêu cái bong bóng? Dạ làm khoảng 50 cái. 50 cái? Dạ. Ba dán mấy cái con thú lên là cổ. Giờ làm được mấy cái rồi? Giờ chỉ cỡ hơn 50 cái. À. Bây giờ để nguyên đêm nó có bị nổ không? Dạ không. Chỉ là trong nguyên nổ. Khoảng bao lâu? Treo được bao lâu? Để được 3-4 ngày. Ờ, ok. Em sẽ biến buổi lễ ngày mai rực màu hình ảnh bong bóng sáng tạo đúng không? Có theo chủ đề nào không? Dạ có, theo chủ đề là Tây Nguyên, cho nên là em sẽ biến cái phòng hướng dẫn mình ngày mai sẽ là một khu rừng. Khu rừng? Dạ. Ok. Dạ. Có sinh vật nào ở biển không? Có. Có con gì? Cá. À ok. Là từ những bong bóng em tạo hình được hết luôn hả? Wow. Rồi chúc thành công, ngày mai sẽ có những cái đoạn phim lộng lẫy sinh động nha. Rồi cảm ơn. Được sự ủng hộ của ban tổng giám đốc công ty, ban giám đốc khối du lịch nội địa còn được trao những giá trị tinh thần và access to lớn để hướng đến một mục tiêu cao cả, đó là trở thành thành viên du lịch nội địa chuyên nghiệp nhất Việt Nam, nhằm khẳng định vị trí tiên phong dẫn đầu về đẳng cấp trong lực lượng thành viên du lịch nội địa. Tạo lồng đèn ngày mai múa hả hay sao? Cái này treo trên đó thầy, treo trên đèn. Treo giống múa rồi, có cảnh hoa, có cảnh lá. Rồi có gắn đèn vô không? Dạ. Nó treo bình thường thôi. Dạ, này không, để dành mấy mốt Tết Trung Thu thôi, chứ mình gắn đèn vô. À, đẹp ha. Đủ nó màu sắc tươi đẹp, nó có cảnh sức sống của mình. À, bữa nay Vinh đến công ty như có sự kiện gì hả Vinh? Dạ hôm nay là ngày khai giảng huấn luyện tháng 9 tháng 10 của Social Tourist. Tâm trạng của em hôm nay như thế nào? Dạ sáng nay thì em rất là hào hứng và phấn khởi, hy vọng rằng huấn luyện tháng 9 tháng 10 này sẽ mang lại nhiều cái mình sự quyết hơn nữa cho tất cả các điểm viên. Ok, hình như đã gần đến giờ khai giảng rồi đúng không? Dạ. Mấy giờ? Dạ 9 giờ thì sẽ bắt đầu. Ok. Xin còn bữa nay xin em muốn khai giảng nè. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi tham gia khai giảng luôn nha. Ok. Vinh. Ok. Em thấy hôm nay trang trí khán phòng như thế nào? Thì lầu 4 của số 1 Quý Thanh rất là đẹp và có rất là nhiều màu sắc. Cái bài trí rất là công phu của tất cả các bạn. Okay. Bên đoàn của Show Tourist. Okay. Cho mình thấy không khí hôm nay nó có gì đó rất là háo hức. Ok, sẵn sàng nhé. Dạ. Ok. Oh,
Việt lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý anh chị, đến hiện tại là tháng 9, tháng 10 hàng năm, phòng hướng dẫn lại hân hoan khai giảng khóa huấn luyện. Và đây cũng như một sân chơi để tất cả những anh chị hướng dẫn viên, cộng tác viên, chúng ta cùng giao lưu học hỏi, cùng trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện hơn nữa kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cùng kiến thức vững vàng. Và đó cũng chính là lý do của chương trình ngày hôm nay. Trong 41 năm hình thành và phát triển hiệu sĩ tại sự khởi đầu này, những hướng dẫn viên tiên phong đã vượt qua không ít
khó khăn, tài liệu, đồng phục, chi phí, với quyết tâm và nỗ lực cao. Và phát triển đến nay, đây đã trở thành một đội ngũ kế thừa hùng hậu chưa từng có với hơn 150 người. Được sự ủng hộ của ban tổng giám đốc công ty, xây giám đốc khối năng lượng nội địa, họ được trao những giá trị tinh thần và vật chất to lớn để cùng hướng đến một mục tiêu cao cả, là đội ngũ huấn luyện viên du lịch nội địa chuyên nghiệp nhất Việt Nam, nhằm khẳng định vị trí tiên phong dẫn đầu về đẳng cấp trong lực lượng huấn luyện viên du lịch nội địa toàn quốc. Với tinh thần thành công trong khâu chuẩn bị là đang chuẩn bị để thành công, họ phải trải qua những cuộc rèn luyện, vượt qua những thử thách vô cùng khắc nghiệt để chui rèn ý chí. Bởi hơn bao giờ hết, họ ý thức rằng để hoàn thiện bản thân, thống nhất đội ngũ, đạt được mục tiêu, họ phải có kiến thức vững vàng, kỹ năng thông thạo và thái độ nhiệt tình. Muốn trở thành một trong những thành viên của khóa huấn luyện năm nay quá, muốn trở thành một trong những mảnh ghép của bức tranh chứa đựng bao điều đổi mới của chuyến huấn luyện năm nay. Đoạn video clip vừa rồi chắc hẳn còn chứa đựng nhiều nỗi niềm, tâm tư, nguyện vọng cũng như tình cảm của các anh chị hướng dẫn viên, cộng tác viên nơi đây. Nhưng trước khi mà đến với các anh chị hướng dẫn viên, cộng tác viên thì anh Thi xin được phép mời một bạn cộng tác viên bán thường xuyên, được không ạ? Dạ, không biết có bạn nào ta? À, anh Thi thấy một bạn trẻ nè ha, một bạn trẻ mắt rất là long lanh, lóng lánh, cũng rất là đẹp trai ở đây. Dạ, dạ, anh Thi xin mời bạn cộng tác viên bán thường xuyên Bùi Bá Việt. À, Nguyễn Bá Việt, anh Thi xin lỗi, Nguyễn Bá Việt ha. Dạ, bạn có năng tư tình cảm liệu vọng gì? Chắc huấn luyện tháng 9 tháng 10 năm 2016 của công ty Sài Gòn Tourist năm nay nè. Trước tiên thì em xin được phép các bạn thực lời mời anh chị em Mỹ. Thì em chỉ được phép là chào Quốc Bảo, chào anh Hải và toàn thể các chị của các phòng. Ngoài ra thì cũng có xin được phép chào toàn thể các chị đã có mặt tại đây. Thì em nhớ là em rất là vinh hạnh khi được mời qua bên công ty thực tập những ngày đầu vào tháng 3, tháng 4. Thì mới nhớ mắt thoáng qua đây thì em đã tới đây là tháng 9, tháng 10 rồi. Thì em cũng có lời chia sẻ là công ty thật sự là đã dành cho em rất là nhiều tâm tư tình cảm. Thì em rất là vinh hạnh khi được là cộng tác viên bán thường xuyên của công ty. Em cũng không biết nói gì hơn. Xin chúc là buổi ngày hôm nay một khai giảng thành công. Và sắp tới có kỳ huấn luyện sẽ rất là đầy phấn khích như là xin lỗi ạ. Đầy có tích và sự thành công mỹ mãn ạ. Xin cảm ơn và cảm ơn. Hừng hực giữa sóng của anh Trọng Nghĩa phía bên dưới em nhìn em đúng không ạ? Em xin kính mời anh. Dạ, lần đầu tiên cho phép em chào anh Trần Quốc Bảo, em chào anh Quỳnh Hải và toàn thể các bạn, các anh chị phụ trách phòng, anh chị huấn luyện viên, cộng tác viên và các bạn cộng tác viên thực tập. Rồi em nói chung đó là từ khi ngồi trên ghế nhà trường khi mà em cái mong muốn đầu tiên của em là có thể là mình được đặt chân vào trong cái công ty Sài Gòn Tourist này. Đây là một trong những công ty mà hàng đầu của Việt Nam chúng ta. Thì khi em rất vinh hạnh và cũng rất là nói chung là mình rất là may mắn khi được đặt chân vào đây. Và khi vào đây á, thì em thấy là mình ngày càng cứng cáp hơn và ngày càng có một chút gì đó nó chuyên nghiệp hơn, tại vì được sự đào tạo của toàn thể tất cả quý anh chị của thích phòng của các bạn phát triển quý diễn viên đã tâm huyết và hỗ trợ cho tụi em rất là nhiều. Vì thế em xin cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều. Và cuối cùng cuối lời thì em xin được gửi đến buổi lễ này thành công tốt đẹp và chúc cho chuyến huấn luyện của mình diễn ra suôn sẻ.
Em xin cảm ơn. Em mời chị Trần Thảo ạ. Bồi hồi, mặc dù đây đã là năm thứ tư Nhật Thảo được có mặt trong cái chương trình huấn luyện của công ty, và cũng giống như tâm sự của bạn Trọng Nghĩa thì ngay từ khi mà mình còn đi học, đó là một trong những cái niềm mơ ước khi mình được đặt chân vào Sài Gòn Du Lịch. Và đây là những cái điều mà cái chuyến huấn luyện luôn luôn là cái niềm khao khát của tất cả những bạn dù là mới hay là những bạn cộng tác viên như Nhật Thảo ngày hôm nay. Và cứ mỗi cái chuyến huấn luyện vừa qua thì mình luôn luôn cảm thấy được rằng là từng ngày mình được lớn hơn. Từ khi mà mình bước vào trong này giống như là một cái chai giấy trắng, từng ngày xin được các anh chị đào tạo. Và qua mỗi chuyến huấn luyện thì được ăn chung, ngủ chung, được có một huấn luyện viên theo sát cùng đồng hành với mình để cho mình có thể giải đáp được tất cả những cái thắc mắc, từ cái việc nghiệp vụ cho đến từ những cái kiến thức chuyên môn. Và trong những chuyến đi như vậy thì mà mình đến được những cái nơi mà trước giờ có thể rằng là trong những chuyến đi tour mình đã từng đến rồi, nhưng mà mình chưa được nghe những sự chia sẻ nào sâu sắc và nó gần gũi của tất cả các anh chị. Và trong những chuyến huấn luyện như vậy thì cái cơ hội để mình được thể hiện bản thân cũng như là được tìm ra được nhiều hơn những cái khả năng mà mình có thể làm được, đó chính là những cái điều mà Thảo tin rằng tất cả các bạn dù là mới hay là các anh chị đã cũ thì đều mong muốn được tham gia chuyến huấn luyện năm nay. Và Thảo cũng xin được chúc cho tất cả các anh chị và các bạn sẽ có một chuyến huấn luyện thật thành công và thật nhiều ý nghĩa. Một lần anh Huy xin chân thành cảm ơn, đó chính là anh hướng dẫn viên Nhãn Quốc Pháp ạ. Dạ. Anh đã từng đi rất là nhiều nội dung thị của Sài Gòn Tourist. Vậy thì nội dung thị các chuyến huấn luyện năm 2016 năm nay đã có những cảm xúc và suy nghĩ gì đó? Xin chào anh Trần Quốc Bảo, xin chào Vân Hải cùng tất cả các chị phụ khách, tất cả các bạn và các em. Thì mình là Doãn Quốc Pháp, mình ra trường vào năm 2008 và chính thức vào làm ở công ty. Và 2 năm sau, tức là 2010, anh được bảo lương. Và như vậy anh là thuộc tốt những nhân viên bảo lương sớm chỉ sau 2 năm. Không phải bởi vì anh dễ thương, mà đó là cả quá trình. Và vì sao? Thưa các chị và các bạn, thì Quốc Pháp mỗi lần đến một cái kỳ huấn luyện thì tâm trạng chung của tất cả chúng ta đó là hồi hộp và lo lắng. Các bạn có đồng ý điều đó không? Và anh đã từng trải qua những cảm xúc này. Và khi cái sự hồi hộp lo lắng đó, anh hóa giải rất là nhanh. Và anh xác định biến cái sự hồi hộp lo lắng đó thành cơ hội cho chính bản thân mình. Và khi xác định đây là cơ hội, anh đã đặt ra mục tiêu cho bản thân. Trước một kỳ huấn luyện, anh tự xác định với bản thân mình là chuyến đi này về, các anh chị trong công ty phải biết mình là Quốc Pháp. Anh sẽ thuyết minh cho các anh chị khen, anh sẽ tổ chức trò chơi cho các anh chị thích. Và anh phải làm sao chuyến đi này anh PR cái bản thân của mình một cách hiệu quả nhất. Và khi đặt ra được mục tiêu, và anh đã làm được. Và cái khoảnh khắc anh nhớ mãi đó chính là tại nhà hàng Cocktail Robin ở Đà Lạt. Và năm đó là anh được phân công làm MC, là một trong những MC trong buổi tối ngày hôm đó. Và cái khoảnh khắc anh bước ra sân khấu, anh dẫn chương trình xong, và khi cả team của anh đứng trên sân khấu để nghe nhận xét, thì lúc đó là anh nhớ mãi cái câu nói của anh Trần Quốc Bảo, là anh bảo đó là cho đến thời điểm này tôi đã thấy được có một người có tố chất làm MC. Và bà chị Mai Hương cũng đã có những lời khen tặng. Và chính những lời khen tặng đó trong cái kỳ huấn luyện nó trở thành một cái liều thuốc, một cái động lực rất là lớn cho anh. Và sau chuyến đi đó về, anh nhớ không nhầm là khoảng 3-4 tháng sau thì anh đã chính thức bước vào đội ngũ huấn luyện viên của Sài Gòn Tourist của chúng ta và bắt đầu nhận lương vào tài khoản của mình. Và cái đồng tiền lương đó chính là một cái sự khích lệ, một sự ghi nhận của công ty. Vì vậy đối với anh, và muốn nhắn nhủ với tất cả các bạn rằng là cái chặng đường nào nó cũng sẽ có rất là nhiều khó khăn và nó không trải hoa hồng. Và quan trọng hơn cả là chúng ta phải biết những cái chông gai, những cái khó khăn đó thành cái mục tiêu để chúng ta vượt qua. Và khi chúng ta vượt qua được thì chắc chắn một điều rằng là với cái niềm đam mê của mình thì chúng ta sẽ trở thành những huấn luyện viên giỏi, để chúng ta sẽ góp phần làm cho đội ngũ huấn luyện viên của Sài Gòn Tourist chúng ta ngày càng lớn mạnh và chúng ta mang lại sự hài lòng cho du khách. Vì vậy anh muốn nói với các bạn rằng hãy biến cái kỳ huấn luyện này thành cơ hội và mục tiêu cho chính bản thân mình, thay vì chúng ta hồi hộp lo lắng. Và chúng ta hãy bắt đầu ngay từ lúc này tham gia những lớp học và đồng thời tự trang bị cho chính mình để chúng ta có những khoảnh khắc tỏa sáng và chúng ta sẽ trở thành những huấn luyện viên giỏi của Sài Gòn Tourist. Anh xin cảm ơn và đây là phần phát biểu đã được cơ cấu. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn tham gia các khóa huấn luyện, đặt cho mình những mục tiêu, cố gắng hoàn thành những mục tiêu đó.
mà coi đó là một cơ hội vươn tới con đường trở thành hướng dẫn viên chính thức của Saigon Tourist. Vâng, chuẩn bị tốt, thành công trong khâu chuẩn bị có nghĩa là chuẩn bị để thành công, đúng không ạ? Và bây giờ để tiếp bước cho chặng đường huấn luyện những hướng dẫn viên, cộng tác viên hướng đến mục tiêu trở thành đội ngũ hướng dẫn viên, hướng đến mục tiêu trở thành đội ngũ hướng dẫn viên giỏi nhất Việt Nam, em xin kính mời anh Nguyễn Tấn Công, phó ban hướng dẫn phụ trách huấn luyện, lên có đôi lời phát biểu thông qua kế hoạch huấn luyện tháng 9 tháng 10 năm 2016. Xin kính mời anh. Nay chị đã sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà trong lòng chị thì luôn nhớ về những lần tân niên của chị, bởi có một vẻ đẹp rất là ban sơ và huyền bí, luôn luôn tha thiết và muốn các anh chị ở đây tìm hiểu khám phá về nó. Nó như một đồng thác lưu âm mỹ chế trong tim của chị, nơi có những người nghèo minh phong phúc tận, văn hóa tân niên lưu truyền của cung hồn minh mỹ có các dân tộc anh em sẽ sống tại đây. Và một khi lễ hội đầu tiên tân niên đang lên thì em có biết không, lại cho ta thấy một sự đoàn kết và tình yêu quê hương, tình yêu con người mãnh liệt như thế nào, như tình yêu bất tận của nàng Cờ Lan và chàng Hô Ti An. Và tình yêu đó sẽ được thể hiện qua ca khúc Lòng Nàng Cao Nguyên, một sáng tác của nhạc sĩ Rezambit với sự trình bày của hướng dẫn viên xinh đẹp và quyến rũ, hướng dẫn viên Kim Lan.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vẫn anh xin người tình hợp thân thương và lần với tôi. Cùng tôi biển trên, cùng em biển tan. Ngàn năm nỗi đau, hóa kiếp bay ngàn, cô đơn biển cạn. Cùng tôi biển trên.
em đi trước đi. Chào đi, 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 chào